chia sẻ, live stream chia sẻ cái kiến thức và kỹ năng chuyên gia của chúng ta trên Facebook, thì cũng là cái cách thứ tư để tạo ra cái nội dung live stream. Thì đây là cái nội dung mà mang lại cái hiệu quả lâu dài và tạo sự khác biệt, gọi là USP của bản thân đó, với giữa chúng ta với những người kinh doanh online khác. Và chúng ta cần phải thể hiện được rằng chúng ta là một cái chuyên gia trong con mắt của khách hàng. Chúng ta giúp cho họ hiểu thêm một kiến thức, một cái loại kỹ năng. Chúng ta dạy cho họ một cái điều gì đó mà họ chưa biết. Ví dụ như là tôi thì phân phối các cái thương hiệu là mặt nạ nghệ Hà Thành, thì tôi sẽ live stream chia sẻ những cái vấn đề chuyên gia về chăm sóc da, dưỡng da sao cho hiệu quả, cách massage da, cách massage vùng mắt nó như thế nào, rồi là cách sử dụng các loại kem dưỡng kết hợp với lại mặt nạ nghệ làm sao cho nó hiệu quả nhất. Và nếu như mà bạn không 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 giỏi về những cái vấn đề đó thì làm cách nào nhỉ? Khó đấy. Nhưng mà không sao cả, nếu như mà những cái vấn đề về chuyên gia đó bạn chưa phải là người biết, không phải là người am hiểu, thì chúng ta có thể học. Chúng ta học có thể là một khóa học mình đăng ký online, offline, hoặc là mình học ở trên các cái live stream, trên video, ở trên YouTube, hoặc là học qua Google. Chỉ cần một từ khóa về vấn đề đó thôi. Ví dụ như là tôi thì ví dụ như tìm hiểu về massage da, tôi có thể tìm một từ khóa là cách massage da hiệu quả như thế nào, hoặc cách nào thì massage da tốt nhất chẳng hạn như vậy. Thì tôi sẽ học bằng cả video, rồi học bằng cả YouTube, học hỏi từ ngày này rồi người khác, và nhờ lại người dẫn đường tuyến trên của mình chỉ dạy. Thì tôi sẽ dùng những cái kiến thức đó để chia sẻ lại trên live stream của mình. Thì nếu như mà đang kinh doanh một cái sản phẩm online trên Facebook, thì tôi khuyên bạn là hãy nên học thêm những cái kiến thức chuyên gia về sản phẩm của mình, cũng như là những cái tin tức bổ trợ để giúp cho việc bán hàng online được dễ hơn. Và nếu như cảm thấy những kiến thức chia sẻ của tôi bổ ích nhá, thì hãy nhấn theo dõi cái kênh YouTube Ngô Bích Ngọc để cập nhật thêm thật nhiều những cái video bổ ích phục vụ cho cái việc kinh doanh online có hiệu quả cao nhất trên Facebook nhé. Và xin chào tất cả mọi người.